Kính chào quý vị và các bạn đang được quay trở lại cùng với chuyên mục Nhà đẹp Kaito. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Minh Thưởng lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị để mang tới series những mẫu nhà đã được ưa chuộng, tin dùng và ưa thích tại Việt Nam. Và mẫu nhà ngày hôm nay chúng tôi mang tới cho quý vị chính là ngôi nhà một nhà vườn, một tầng mái Nhật mà chúng tôi đang trực tiếp thi công thiết kế dành cho anh Thường ở Vĩnh Phúc. Và kính thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi lên ý tưởng này cũng như thiết kế thì chúng tôi đã trực tiếp về tận khu vực Vĩnh Phúc của nhà anh Thường để đo đạc và bay flycam. Ở qua đó đã biết được diện tích cũng như là cái thế đất. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với mẫu nhà mà chúng tôi đang trực tiếp thi công dành cho anh Thường nhé. Vâng, và kính thưa quý vị, sau khi mà chúng tôi đo đạc cũng như tìm hiểu mong muốn của anh Thường chính là có một cái không gian nhà vườn nhưng mà bên trong lại đầy đủ tính công năng cũng như là cái không gian riêng dành cho các thành viên trong gia đình. Thì đối với một khuôn viên diện tích không quá rộng, chỉ tầm 150m2 thì chúng tôi đã kết hợp và sử dụng như sau. Về phía khu vực mặt tiền, mặt trước thì chúng tôi sử dụng công năng với chiều dài là 14m. Còn phía khu vực chiều sâu tính thêm cả khu vực sảnh thì chúng tôi sử dụng tới khu vực đó là tầm 10m. Và phía còn lại thì chúng tôi sử dụng sân cũng như là cái khu vực vườn để làm sao để giúp cho anh có một không gian thoải mái tự nhiên nhất. Và đặc biệt đó là trồng cây xanh dành cho ngôi nhà. Rồi, và quý vị sẽ cùng nhau ngắm nhìn về không gian 2D trước của ngôi nhà. Ở với một ngôi nhà vườn một tầng mái Nhật như này thì chúng tôi đã bày bố trí công năng như sau. Ở bên trong thì chúng tôi thiết kế bao gồm đó là một phòng khách, một phòng thờ và 3 phòng ngủ xung quanh. Còn phía bên tay trái còn lại thì chúng tôi có bố trí đó chính là một phòng bếp ăn và một phòng vệ sinh chung. Còn phía còn lại thì chúng tôi cũng dành cho một cái khuôn viên nho nhỏ để cho anh Thường có thể là để những chiếc xe ô tô của mình. Rồi, và kính thưa quý vị, đối với công năng thì chúng tôi có thiết kế khu vực phòng khách rộng là 32,75m. Và trong cái không gian này thì chúng tôi cũng bố trí với đầy đủ là bàn ghế này, rồi tủ kệ tivi. Về vị trí phòng thờ thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 11m2. Và với vị trí này thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu về phong thủy này, cũng như là cái hướng ngôi nhà làm sao để mà tọa cát và hướng cát và mang lại sự nghiêm trang cũng như là mang lại sự may mắn dành cho ngôi nhà và các thành viên cũng như là anh Thường. Rồi, về vị trí 3 phòng ngủ thì chúng tôi cũng bày bố trí làm sao thuận tiện nhất và với một không gian rộng rãi dành cho các thành viên. Với 2 phòng ngủ ở bên hông tay phải thì chúng tôi đặt khá là gần nhau với diện tích là 16,3m2. Còn đối với phòng ngủ còn lại thì nằm ở phía ngay bên cạnh phòng thờ với diện tích là 14m2. Còn với phòng ăn thì chúng tôi sử dụng với công năng diện tích là 21,5m2. Còn với vị trí của phòng vệ sinh chung ấy thì chúng tôi sử dụng diện tích đó chính là 5m2. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với khuôn viên 3D nhé. Rồi, thì quý vị có thể thấy rằng là trong 3D này ấy, thì chúng tôi kết hợp với những cái kính cửa sổ này, rồi là cửa ra vào với hệ khung nhôm sinh pha cùng với kính cường lực. Về phía khu vực của cửa ra vào thì quý vị thấy rằng là ngoài việc mà kết hợp với những cái cửa nhôm này, rồi chúng tôi sử dụng cái cửa hệ chính là bằng lim Nam Phi, rất chắc chắn, rất bền, đẹp dành cho ngôi nhà. Và để giúp cho ngôi nhà chúng ta trở nên sáng hơn và đầy đủ cái sự thông thoáng thì chúng tôi còn kết hợp thêm khu vực cửa phụ ra bên ngoài để giúp cho cái việc mà thuận tiện của chúng ta di chuyển, tránh tình trạng khi mà chủ nhà ấy đang tiếp khách thì các thành viên chúng ta đi lại thì rất là mất tiện. Rồi, về phía của khu vực phòng ngủ thì quý vị cũng thấy rằng là tất cả những cái đồ dùng xung quanh trong phòng ấy thì chúng tôi cũng có bố trí một cách đầy đủ với tủ kịch trần này, thì với công năng nó rộng rãi hơn, bền đẹp hơn. Và bên cạnh đó thì đối với những cái không gian ngủ như này, khi mà chúng tôi thiết kế thì cũng làm sao để mà thiết kế vừa có đầy đủ ánh sáng và sự thông thoáng. Thì quý vị thấy rằng là ở đây chúng tôi có rất nhiều những cái ô cửa sổ từ bên trái, bên phải. Đó, để giúp cho các thành viên lấy được độ thoáng vào mùa hè và lấy được đầy đủ ánh sáng để chúng ta sử dụng công năng cả ban ngày, cả ban đêm. Rồi, về phía khu vực phòng thờ thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm một cái kệ để trước đó thì rất là phù hợp khi mà chúng ta có những dịp giỗ này hoặc là những cái dịp lễ tết thì chúng ta có thể để những cái mâm cỗ đó thì rất là thuận tiện, rất đẹp.
Rồi. Và ngoài ra thì quý vị cũng thấy rằng là đối với phòng ngủ còn lại bên cạnh phòng thờ ấy, thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm những hai ô cửa sổ phía sau để giúp cho cái độ thông thoáng và cái ánh sáng đầy đủ cho căn phòng. Về phía khu phòng bếp ấy, thì chúng tôi cũng thiết kế bếp ở đây theo hình chữ L. Đó. Và khu vực đặt bếp thì chúng tôi cũng thiết kế làm sao để mà hợp phong thủy nhất khi mà tọa hung một hướng khác, để đốt đi những cái điều mà không may mắn trong gia đình và mang lại những cái sự hạnh phúc dành cho các thành viên. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một khu vực bàn ăn dành cho 6 người. Và quý vị thấy rằng là với cái việc mà bày bố trí như này ấy, thì giúp cho cái không gian mà sử dụng từ khu vực tủ lạnh này cho tới nấu ăn, rửa bát rồi khu vực ngồi nấu ăn nó rất là thuận tiện, rộng rãi và việc mà đi lại của chúng ta nó thuận tiện hơn rất nhiều. Rồi, ngoài kia thì phía bên công trình phụ thì chúng tôi sử dụng công năng rộng rãi hơn một chút. Khi mà nhà vệ sinh này thì chúng tôi có chia đôi ra, một bên chính là khu vực WC, còn một bên là dành cho cái khu vực để các thành viên trong nhà tắm, thì giúp cho các thành viên thuận tiện hơn rất nhiều. Rồi, ở cái thưa quý vị thì chúng ta sẽ đến với không gian bên ngoài của ngôi nhà. Thì với tính năng của một ngôi nhà này vừa bền vừa đẹp và đặc biệt phù hợp với những hộ gia đình mà chúng ta đang có chi phí thấp này, thì quý vị có thể áp dụng với mẫu nhà mà chúng tôi đang mang tới cho anh Thường. Đây chính là mẫu nhà một tầng mái Nhật với khu viên mái Nhật vừa bền đẹp mà bên cạnh đó thì chi phí còn giúp cho giảm hơn từ 10 cho tới 15% so với mái bằng cũng như là mái Thái. Và đặc biệt hơn thì quý vị thấy rằng là đối với cái khuôn viên của mái Nhật này thì chúng tôi cũng làm cách tân hơn khi mà chúng tôi có sử dụng thêm những hai cái mái con ở hai bên giúp cho mái nhà của chúng ta độc đáo và mang một cái sự ấn tượng thu hút ánh nhìn. Rồi, về phía màu sắc của ngôi nhà thì quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng sử dụng một cái màu trắng. Và với màu sắc này thì chúng tôi cũng có tìm hiểu về sự yêu thích này cũng như là cái độ tuổi của anh Thường để làm sao mà sơn lên hợp với độ tuổi của anh đó và hợp phong thủy. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là đối với màu trắng và kết hợp cùng với cái màu xanh lam của ngói primer thì nó tạo nên một ngôi nhà vừa hiện đại, khang trang, ấn tượng hơn rất nhiều. Ở ngoài ra thì chúng tôi cũng kết hợp thêm những cái ô cửa kính rồi là cửa sổ của hệ sinh pha như này. Đó, nó khiến cho ngôi nhà của chúng ta trở nên độc đáo. Và với một cái khuôn viên không quá rộng như này thì chúng tôi cũng kết hợp với những cái hệ bậc thang ngũ cấp đó giúp tôn dáng và nâng cái ngôi nhà của chúng ta trở nên cao ráo hơn, bề thế hơn và trông rất là chắc và khỏe. Đặc biệt đó là quý vị thấy rằng là những cái hệ cột đây ấy, thì chúng tôi cũng sử dụng những cái hệ cột rất to, rất chắc chắn như này đó để giúp cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên thông thoáng và đẹp bền. Rồi, thì quý vị thấy rằng là đây là những cái khuôn viên ban đêm mà chúng tôi khi mà có lắp thêm những cái hệ đèn và những cái đường dây chỉ đen như này. Đó, khiến cho ngôi nhà của chúng ta trở nên đẹp và lung linh hơn vào ban đêm. Ở ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ở phía khu vực sảnh phụ ấy thì chúng tôi cũng có làm thêm những cái hàng để chuẩn bị giúp cho chủ nhà có thể treo những cái giỏ lan này. Rồi ở hai bên hông thì chúng tôi cũng có chuẩn bị và làm thêm những cái bể hoa rồi là những cái bồn đó để giúp cho gia chủ có thể là đặt những cây trầu cảnh này hoặc là trồng những cái bụi hoa dành cho gia đình rất là mát. Rồi và vừa rồi đó chính là những cái không gian xung quanh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm một cái không gian ở khu vực sân, kết hợp làm sao để mà khu vực sân và nhà của chúng ta đẹp và có tính thẩm mỹ cao và hài hòa về màu sắc. Rồi, và kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi đã có giới thiệu công năng cũng như thiết kế mà chúng tôi đang mang tới cho anh Thường ở Vĩnh Phúc, chính là ngôi nhà vườn một tầng mái Nhật. Và nếu như quý vị chúng ta yêu thích cũng như là mê mẩn về kiến thức này ở về cái cấu trúc cũng như là thiết kế 3D mà chúng tôi mang lại cho anh Thường thì đừng ngần ngại hãy gọi tới số hotline của chúng tôi qua số 0844 878 666 để đội ngũ tư vấn cũng như thiết kế chúng tôi hỗ trợ quý vị. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh và để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!